Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K. Hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe bài viết của tác giả Đỗ Văn Phúc. Trước tiên thì Thiên Hoàng muốn giới thiệu về tiểu sử của tác giả. Tác giả Đỗ Văn Phúc sinh năm 1946 tại Quảng Trị, thông dịch viên phái bộ cố vấn đặc trách chống khủng bố tại Quảng Trị từ 1965 đến 1966, tốt nghiệp khóa 1 Đại học Chiến tranh chính trị Đà Lạt 1966 đến 1969, cử nhân chính trị học Đại học Vạn Hạnh 1975, kỹ sư điện tử Đại học Texas tại Austin 1998, cao học quản trị công nghiệp Đại học Kỹ thuật Quốc gia Colorado 2001, phục vụ tại tiểu đoàn 4/8 sư đoàn 5 bộ binh từ 1969 đến 1971 và căn cứ 20 chiến thuật sư đoàn 2 không quân từ 1972 đến 1974, giải ngũ tháng 4 1974, làm việc cho hãng LSI bảo trì phi cơ C-130 của Không lực Việt Nam Cộng Hòa và làm kiểm phẩm cho hãng sữa Dilac ở Biên Hòa. Sau tháng 4 1975 bị Cộng sản bắt cầm tù trong 10 năm qua các trại Long Khánh, Suối Máu, Hàm Tân và Xuân Phước, đến Hoa Kỳ ngày 9 tháng 3, 1990, trong danh sách đầu tiên của chương trình định cư cựu tù nhân chính trị Việt Nam. Tuy nhiên, Thiên Hoàng sẽ không đọc hết quyển hồi ký của ông như là Thiên Hoàng đã đọc hồi ký của các tác giả khác, bởi vì các tác giả khác họ viết nguyên cuộc đời của họ xuyên suốt quyển hồi ký. Còn hồi ký của ông là ông ghi lại từng sự việc. Và ngoài ra thì các kênh khác cũng đã đọc hồi ký của ông rất là nhiều rồi. Nên Thiên Hoàng cũng biết là thính giả của Thiên Hoàng đã nghe chuyện của ông rất nhiều. Nên hôm nay Thiên Hoàng chỉ chọn đọc những phần nào mà Thiên Hoàng chưa có biết và muốn tìm hiểu. Và có thể các bạn sẽ cảm thấy một chút gì đó mới qua giọng đọc và diễn tả của Thiên Hoàng. Trong quyển sách này, Thiên Hoàng rất thích những câu nói mà ông in ở đằng sau tờ bìa của quyển sách. Thiên Hoàng đọc cho các bạn nghe những câu này trước vì Thiên Hoàng rất thích những suy nghĩ và tình cảm của ông dành cho những người lính khinh binh. Tại sao Thiên Hoàng đọc những câu này trước? Vì những lời nói này cho Thiên Hoàng thấy rõ hình ảnh và đời sống của một người lính khinh binh. Đọc đoạn này, Thiên Hoàng như thấy họ đang trước mặt mình và Thiên Hoàng rất xúc động với những hình ảnh mà tác giả mô tả trong vỏn vẹn có đôi hàng, nhưng nói lên sự gian khổ và hy sinh của người lính khinh binh. Họ hy sinh cho ai? Họ nghĩ gì trong những ngày gian khổ này? Và cuối cùng là cái chết luôn luôn chờ họ ở trước mặt. Trước khi đọc bài viết này của tác giả, Thiên Hoàng xin gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người lính Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống, một lời cảm ơn chân thành nhất. Các anh đã hy sinh để chúng tôi được sống, và Thiên Hoàng cũng cảm ơn tác giả đã ghi lại quyển hồi ký này để Thiên Hoàng hiểu thêm nữa về đời lính, về những vui buồn và tủi hờn trong đời lính. Những người lính của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi không bao giờ quên ơn các anh. Bây giờ thì Thiên Hoàng mời các bạn cùng nghe những gì mà tác giả Đỗ Văn Phúc viết. Tôi thương những người lính khinh binh. Họ là những người luôn luôn đi đầu trong hành quân. Họ là những người đầu tiên đón nhận viên đạn rình mò từ góc bụi nào đó, hay cũng là người đầu tiên đạp lên chiếc mìn để rồi tung xác lên và chỉ còn nắm thịt vụn. Họ là những người mỗi đêm phải mở mắt chăm súng canh gác hàng giờ cho đồng đội. Họ chỉ ăn cơm sấy và khô sặc ngày 2 lần, hoặc là nướng hoặc là xé ra nấu canh chua lá vang. Họ là những người chia nhau từng ngụm nước lấy từ hố bom còn tanh mùi thịt rửa. Họ mang nặng trên lưng hành trang vũ khí hàng chục ký lô, lặn lội mỗi ngày hàng chục cây số đường rừng để khi dừng quân là khom lưng đào hào đắp hố. Tôi có những người lính nông dân miền Tây chân chất và ít học, có anh em cả năm chưa gặp gia đình một lần, có anh chết chưa hề thấy mặt đứa con đầu mới sanh, có anh vợ cưới chưa nồng hương lửa đã vĩnh viễn ra đi. Nhiều anh trở về với tấm thân tàn phế, được sống là điều may mắn, nhưng chưa hẳn hạnh phúc. Nếu may ra gặp người vợ thủy chung nuôi nấng,
thì cũng suốt đời mang mặc cảm phế nhân, làm gánh nặng cho gia đình. Đoạn này nằm ở trong chương Tìm lại chính mình. Bây giờ Thiên Hoàng mời các bạn nghe bài viết có tựa đề là Trả lại sự thật cho chiến sử Việt Nam Cộng Hòa, một chiến công bị quên lãng, kỷ niệm 41 năm ngày chiến thắng An Lộc, Bình Long. Trận tử thủ An Lộc được xem là một trong ba trận đánh lừng danh nhất trong quân sử Việt Nam Cộng Hòa vào mùa hè năm 1972, mà sau này được nhà văn Dù Phan Nhật Nam đặt tên là mùa hè đỏ lửa. 41 năm về trước, đúng vào ngày 7 tháng 4 năm 1972, Cộng quân đã tung 3 sư đoàn bộ binh, 5, 7 và 9 cùng thiết giáp ồ ạt tấn công vào thị trấn bé nhỏ An Lộc, nơi đang là tỉnh lỵ của tỉnh Bình Long, chỉ cách thủ đô Sài Gòn khoảng 100 cây số. Mục tiêu tối hậu của Cộng sản Hà Nội là chiếm bằng được An Lộc để làm thủ đô cho cái gọi là Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nhằm hỗ trợ cho mục tiêu chính trị của Hà Nội là tạo một uy thế cho đám bù nhìn mặt trận giải phóng để có tiếng nói tại hội nghị Paris. Nhưng sau 3 tháng bao vây tấn công một thị trấn nhỏ bé có diện tích chỉ khoảng 4 cây số vuông, sử dụng đến hàng chục ngàn binh sĩ, hàng trăm xe tăng tối tân, bắn hàng trăm ngàn viên đạn pháo, hỏa tiễn, Cộng quân đã chuốc lấy thảm bại và rút lui sau khi đã để lại trên 10.000 xác chết, cộng với khoảng 25.000 khác bị thương. Trận tử thủ được xem là chấm dứt vào ngày 7 tháng 7, 1972, khi các đơn vị tăng viện của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiến vào An Lộc, bắt tay với các đơn vị phòng thủ và tiếng súng địch đã ngưng hẳn. Đã có nhiều bài viết về trận An Lộc với nhiều chi tiết và nêu danh các quân nhân anh hùng đã tham gia trận đánh. Gần đây, Trung tá Nguyễn Ngọc Ánh cho ra mắt cuốn sách Chiến thắng An Lộc 1972, dày 418 trang với nhiều sử liệu đáng giá. Nhưng không rõ lý do gì, trong hơn 400 trang giấy, một trong những người anh hùng có công đầu trong trận đánh đã bị bỏ quên, hoặc chỉ được nhắc qua một cách mờ nhạt trong vài câu, như chỉ là một trong những chiến binh có mặt tham gia trận chiến. Trong các trang từ 181 đến 183 phần 1 chương 11, ghi công trận các vị chỉ huy từ các tướng Nguyễn Văn Minh, Lê Văn Hưng đến các đại tá Lê Quang Lưỡng nhảy dù, Trần Văn Nhật, thủy quân lục chiến, Mạch Văn Trường, trung đoàn 8 bộ binh, Lý Đức Quân, trung đoàn 7 bộ binh, Nguyễn Văn Biếc, biệt động quân, Phan Văn Huấn, liên đoàn 81 biệt cách dù, tuyệt đối không một câu nào cho đại tá Lê Nguyên Vĩ. Chỉ đến gần cuối ở trang 188 mới thấy ghi qua loa như sau. Cố chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, cựu tư lệnh phó sư đoàn 5 bộ binh tại mặt trận An Lộc năm 1972. Nguyên tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa năm 1975 đã tuẫn tiết tại bộ tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh căn cứ Lai Khê, tỉnh Bình Dương. Ông đã giữ tròn khí phách của vị làm tướng, thành còn thì tướng còn, thành mất thì tướng mất. Hay nói khác đi, đất nước còn thì còn là tướng soái, đất nước mất vào tay giặc cộng thì tướng phải chết theo vận mệnh của đất nước, cho tròn cả nghĩa đạo làm người và mang nghiệp tướng. Có phải người ta có khuynh hướng nhắc đến cấp trưởng mà coi nhẹ vai trò của những vị phó chăng? Phàm khi viết những tài liệu mang tính lịch sử, người viết không được để thiên kiến, tình cảm cá nhân của mình vào, mà tâng bốc điều không đáng tâng bốc và làm ngơ những điều không được làm ngơ. Chúng tôi muốn nói đến chiến công của cố chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, mà trong trận An Lộc là đại tá tư lệnh phó sư đoàn 5 bộ binh, trước khi chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh, đưa bộ tham mưu vào An Lộc, thì tướng Vĩ chỉ huy bộ tư lệnh hành quân nhẹ ở đó. Đó là một chiến công có tính cách quyết định vì khi Cộng quân tung xe thiết giáp T-54 vào trận, quân sĩ Việt Nam Cộng Hòa rất bối rối. Đây là lần đầu tiên trực chiến với chiến xa có hỏa lực còn hơn loại thiết giáp M-41 của Việt Nam Cộng Hòa. Dù bộ binh Việt Nam Cộng Hòa đã được trang bị loại hỏa tiễn cầm tay M-72 từ năm trước, nhưng chỉ được dùng để phá hầm chứ chưa bắn xe thiết giáp bao giờ.
Sau vài loạt M72 bắn không hiệu quả, vì bắn hoặc là quá xa, hoặc là quá gần, hoặc là không trúng chỗ nhược, anh em binh sĩ đã tỏ ra vô cùng lo âu. Đại tá Lê Nguyên Vĩ là người đã can đảm nhảy ra khỏi chiến hào, tự tay bắn M72, làm cháy chiếc chiến xa địch. Chúng ta hãy đọc một đoạn trong bài viết về cố thiếu tướng Lê Nguyên Vĩ của tác giả Triệu Vũ, đăng trên tạp chí KBC. Một chiếc T-54 đang nghiến xích sắt trên mặt đường sát bên hông Bộ Tư lệnh Hành quân. Mọi người từ binh sĩ tới tư lệnh chiến trường đều nín thở như chờ đợi một thảm họa và hầu như phó mặc cho số phận. Bỗng, Đại tá Vĩ lao khỏi hầm với nón sắt, áo giáp và đặc biệt là khẩu súng chống chiến xa M72 trên tay. Theo sau là trung úy, sĩ quan tùy viên. Tới bờ tường phòng thủ, vừa lúc chiến xa địch vượt qua khỏi cổng chính khoảng 20 mét, ông quỳ người, giữ tư thế tác xạ, đưa M72 lên vai. Người sĩ quan tùy viên kế bên khom người quan sát. Mọi người trong hầm chỉ huy hồi hộp, phóng tầm nhìn qua lỗ châu mai. Một tiếng nổ và một luồng lửa đỏ tống về phía sau. Chiến xa địch bị trúng hỏa tiễn, bốc khói, nhưng vẫn cố di động trước khi trở thành một khối sắt xám xịt vô dụng bên vệ đường. Quân sĩ từ trong hầm chỉ huy đổ ra ngoài, reo hò mừng rỡ. Bây giờ người ta mới thực sự tin M72 đã bắn hạ chiến xa địch mà suốt mấy năm qua, từ khi được trang bị, chưa có cơ hội tác xạ. Ai ngờ ngày hôm đó, trong cơn nguy khốn, vị đại tá tư lệnh phó chiến trường lại làm nhiệm vụ một khinh binh, đích thân sử dụng M72 triệt hạ T-54 của Bắc Việt. Câu chuyện đại tá Vĩ bắn hạ chiến xa địch lan truyền, tinh thần quân sĩ trú phòng tại Bình Long An Lộc lên cao. Đó đây có những báo cáo về Bộ Tư lệnh cho biết đã bắn hạ thêm nhiều chiếc khác. Thật ra thì trong phụ lục đăng các bài viết của nhiều tác giả từ trang 223 đến trang cuối sách, ông Nguyễn Ngọc Ánh có trích đăng một bài của người lính già phương Nam, có viết một câu ngắn ở trang 364 xác nhận chiến công của Đại tá Lê Nguyên Vĩ như sau. Ngày 18 tháng 4 năm 72, chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, chỉ huy toàn thể lực lượng trú phòng, đã cam kết, ngày nào tôi còn, An Lộc còn. Vị tướng này đầu đội nón sắt, tay cầm súng XM-16, mặc áo thun, quần trận, vắt lựu đạn quanh mình, hoạt động liên tục. Hai tai ông nghe báo cáo và điều động các binh sĩ dưới quyền khắp nơi. Thật sự An Lộc rất may mắn có được vị sĩ quan tài đức chỉ huy chiến trường này, và chính ông là một trong những yếu tố niềm tin quan trọng giữ vững An Lộc. Có thêm nhiều chiến xa của Cộng quân bị bắn hạ gần Bộ Tư lệnh Tiền phương của chuẩn tướng Lê Văn Hưng. Chiến xa địch đầu tiên bị bắn cháy tại đây là do hỏa tiễn M72 của chính đích thân Đại tá Lê Nguyên Vĩ, tư lệnh phó khai hỏa. Ông nói, trúng rồi, tôi đã diệt được nó. Nhờ chiến tích này mà binh sĩ của Trung đoàn 8 bộ binh lần lần đâm ra dạn dĩ, vác súng M72 ra tác xạ. Vài quả đầu có chút sai lệch, chiến xa địch chưa chết, nhưng càng bắn càng có kinh nghiệm, bắn trúng vào chỗ nhược, chiến xa bốc cháy. Các chiến sĩ reo hò, anh em ơi, xe tăng địch bị M72 bắn cháy rồi. Tiếng hô vang dậy được truyền nhau qua làn khói bốc ra từ chiến xa địch, cùng các xác chết của các xạ thủ hay tài xế lái tăng địch vừa nhảy ra khỏi xe, đã làm nức lòng các chiến binh của Trung đoàn 8 bộ binh. Giờ này họ không còn sợ tăng của địch nữa, mà trái lại còn thích thú vác M72 đi lùng tăng địch mà bắn hạ. Tiếng bình dân của anh em chiến binh Trung đoàn 8 gọi là sơi tái. Chiến thắng An Lộc 1972 trang 57. Đoạn văn trích dẫn bên trên do tác giả Nguyễn Ngọc Ánh ca ngợi chiến tích của quân sĩ Trung đoàn 8 bộ binh, nhưng lại không hề nhắc đến Đại tá Vĩ là người đã bắn phát M72 hiệu quả đầu tiên, mà lại chỉ nhắc đến Đại tá Mạch Văn Trường, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 8 bộ binh, là người có sáng kiến đem lên An Lộc mấy ngàn súng M72 để trang bị cho binh sĩ. Trong nhiều trang khác rải rác trong tác phẩm, ông không tiếc lời đề cao Đại tá Mạch Văn Trường, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 8 bộ binh,
như là một trong những cấp chỉ huy có công lớn nhất tại An Lộc. Chúng tôi cũng từng phục vụ dưới quyền Đại tá Trường vào năm 1971. Ông Trường còn là trung tá, vừa rời chức quận trưởng Thủ Đức về làm phụ tá trung đoàn trưởng, rồi lên nắm trung đoàn thay thế Đại tá Bùi Trạch Dần. Vì thế chúng tôi không muốn viết về những điều không tiện nơi đây. Tất cả những sĩ quan trung đoàn 8 bộ binh tham dự trận An Lộc đều biết rằng Đại tá Trường, trong khi lái xe Jeep ở An Lộc, đã cán phải một trái M79 và bị thương nhẹ ở cổ. Theo một bài viết trận chiến An Lộc hè 72, tướng Lê Văn Hưng và những điều chưa nói hết của Văn Nguyên Dưỡng, một sĩ quan cao cấp có mặt tại Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn 5 Bộ binh trong trận An Lộc, đăng trên tạp chí Chiến sĩ Cộng hòa số 34 tháng 4 2012. Khi trực thăng đáp xuống để tản thương các thương binh nặng, ông Trường đã khập khiễng ra bãi đáp để được di tản, nhưng Đại tá Lê Quang Lưỡng, khi đó là Tư lệnh Lữ đoàn 1 nhảy dù, đã cấp báo cho chuẩn tướng Lê Văn Hưng gọi ông trở lại. Trích một đoạn trong bài Trận chiến An Lộc hè 1972. Sự kiện thứ nhất, vì bãi trực thăng tạm do tiểu đoàn 8 nhảy dù, do trung tá Văn Bá Ninh thiết lập và bảo vệ hữu hiệu, các đơn vị phòng thủ tản thương được nhận thêm quân, thì một ngày vào khoảng cuối tháng 4 1972, một cấp chỉ huy mang cấp bậc đại tá băng bó vết thương rất nhẹ đã được điều trị lành rồi, và một thiếu tá pháo binh cùng ra sân bay tạm và định leo lên một trực thăng tản thương để mong thoát ra khỏi An Lộc. Binh sĩ dù của trung tá Văn Bá Ninh giữ bãi trực thăng thấy ông thương binh này mang cấp bậc đại tá trên cổ áo, không dám cản nhưng báo cho trung tá Văn Bá Ninh. Ông này ra trực thăng yêu cầu phi công đợi lệnh và báo cáo ngay cho Đại tá Lê Quang Lưỡng, Lữ đoàn trưởng nhảy dù. Đại tá Lưỡng ra tận nơi, nhìn dải băng trên vai ông đại tá nọ và hỏi ông ta ở đơn vị nào và bị thương ra sao. Ông đại tá xưng tên là Mạch Văn Trường, trung đoàn trưởng trung đoàn 8, sư đoàn 5 bộ binh. Đại tá Lê Quang Lưỡng chỉ nói một câu nhẹ nhàng: "Thương tích nhẹ mà muốn được tản thương hay sao?" Ông tức khắc gọi cho tướng Hưng trình bày sự việc. Tôi, tác giả Văn Nguyên Dưỡng, được tướng Hưng ra lệnh đem xe Jeep ra gặp Đại tá Lê Quang Lưỡng để nhận lại ông đại tá và ông thiếu tá thương binh trở về Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn. Lẽ dĩ nhiên ông đại tá và ông thiếu tá này bị tướng Hưng sát muối. Thì ra ông đại tá này trước đó một hôm bị tướng Hưng ra lệnh cho về chỉ huy lại đơn vị của mình, sau khi nằm hơn tuần lễ trong căn hầm của tư lệnh chỉ với vết thương nhẹ trên vai. Ai ngờ bị lạnh cẳng vì những trận pháo dồn dập của quân Cộng sản Bắc Việt. Khi trở lại đơn vị, ông ra sân trực thăng định chuồn về hậu cứ. Và vì việc phải làm này, tướng Hưng đã chạm vào con gà cưng của tướng tư lệnh quân đoàn. Việc giả thương binh định chuồn về hậu cứ này, chẳng những tôi biết mà còn nhiều người biết. Nhưng người biết rõ nhất có lẽ là Đại tá Văn Bá Ninh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 nhảy dù lúc đó, hiện nay đang sống tại Hoa Kỳ, trang 57 cột 2, hết trích. Theo lời thiếu tá Nguyễn Chí Hiền, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2/8, sau vụ này, ông vào ở hẳn trong hầm chỉ huy của tướng Hưng, và người trực tiếp điều động trung đoàn 8 chiến đấu là thiếu tá trung đoàn phó Nguyễn Văn Tâm, khóa 19 võ bị quốc gia Việt Nam. Thiếu tá Tâm sau này lên nắm trung đoàn 8 bộ binh và sau đó lên trung tá làm trung đoàn trưởng trung đoàn 31 thuộc sư đoàn 21 bộ binh. Hiện ông cư ngụ tại thành phố Milpitas, California. Thiếu tá Hiền về sau được bổ nhiệm làm quận trưởng quận Châu Thành, tỉnh Bình Dương, hiện cư ngụ tại thành phố Tiaz Fren. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng đã biết trước rằng sự thắng bại của trận chiến sẽ phụ thuộc vào sự yểm trợ phi pháo của Hoa Kỳ. Trong giai đoạn mà Mỹ đang muốn bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, họ không từ thủ đoạn để cho quân ta thảm bại, để chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải chịu vào bàn hội nghị ký những điều khoản vô cùng bất lợi, miễn là Hoa Kỳ có cơ hội rút ra khỏi Việt Nam. Vì thế, khi Đại tá cố vấn William Mueller tỏ ý không muốn cùng toán cố vấn ở lại cùng tử thủ cạnh quân ta,
thì tướng Hưng đã thuyết phục và làm theo lời yêu cầu của đại tá Miller là rời trung tâm hành quân vào một căn hầm vững chắc hơn. Để ăn chắc rằng đại tá Miller không cùng các quân nhân Mỹ dùng trực thăng di tản, tướng Hưng đã dặn dò đại tá Lê Nguyên Vĩ phải bám sát đại tá Miller, theo dõi nhất cử nhất động. Chính phủ Hoa Kỳ vốn tôn trọng sinh mạng quân nhân của họ, vì thế sự hiện diện của toán cố vấn Mỹ như là một con tin có giá để buộc Hoa Kỳ phải tích cực yểm trợ phi pháo, góp phần vào chiến thắng của quân ta. Khi An Lộc vừa được giải vây, vẫn còn nhiều bất trắc, tiếng súng chưa hoàn toàn ngưng hẳn, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã bay vào tận chiến trường còn nồng mùi thuốc đạn để tưởng thưởng cho các quân nhân đã chiến đấu can trường và chịu đựng hơn 3 tháng trời bị vây khốn. Mỗi quân nhân tham chiến đều được thăng lên một cấp, ngoại trừ đại tá Lê Nguyên Vĩ, người đã mang cấp bậc này từ cuối năm 68. Người anh hùng này chỉ nhận được một phần thưởng khiêm tốn là làm trưởng đoàn chiến sĩ xuất sắc đi du ngoạn Đài Loan. Ngược lại, người được nhiều ân thưởng nhất là ông Mạch Văn Trường, vừa lên đại tá nhiệm chức mới có vài tháng, đã được thăng thực thụ, lại thêm đệ tam đẳng Bảo Quốc Huân Chương kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Dù chưa có đệ tứ đẳng, và sau đó được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Long Khánh. Xin đọc đoạn sau ở trang 101 của bài viết dài 138 trang, Tướng Lê Văn Hưng và những sự thực ở chiến trường An Lộc trong mùa hè 1972 của cựu trung tá Nguyễn Văn Dưỡng. Đoạn văn viết như sau: Tướng Hưng đứng đầu hàng, được Tổng thống đọc lệnh thăng cấp chuẩn tướng thực thụ và được gắn đệ tam đẳng Bảo Quốc Huân Chương kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Đại tá Trần Văn Nhật thăng đại tá thực thụ và được gắn đệ tam đẳng Bảo Quốc Huân Chương kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Đại tá Mạch Văn Trường thăng cấp đại tá thực thụ. Vừa đọc quyết định xong, Tổng thống Thiệu định bước sang gắn cấp bậc mới cho trung tá Lý Đức Quân, trung đoàn trưởng trung đoàn 7 đứng kế bên. Bỗng thấy trung tướng Minh bước tới, vừa thưa trình vừa dúi vào tay Tổng thống một cái huy chương vàng nhạt lẫn màu xanh đọt chuối, có vòng vải quốc kỳ để đeo vào cổ, tức là đệ tam đẳng Bảo Quốc Huân Chương, và một cuống huy chương khác là anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Xin Tổng thống gắn cho đại tá Trường đệ tam đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Và Tổng thống Thiệu ngắt lời: Ông Trường có đệ tứ đẳng Bảo Quốc Huân Chương chưa? Trả lời: Dạ có, tôi đã đề nghị rồi, sắp được. Tổng thống Thiệu ngần ngừ, nhưng bước tới trồng chiếc huy chương cao quý đó vào cổ của ông Mạch Văn Trường, rồi gắn thêm cái anh dũng bội tinh với nhành dương liễu lên ngực ông này. Đẹp quá, đẹp hết chỗ nào chê. Sau đó Tổng thống gắn lon đại tá cho trung tá Lê Đức Quân và trung tá Trịnh Đình Đăng, trưởng phòng 3 sư đoàn. Kế tiếp gắn cấp bậc trung tá cho tôi và thiếu tá Huỳnh Văn Tâm, đúng ra là Nguyễn Văn Tâm, trung đoàn phó trung đoàn 8, người thực sự chỉ huy trung đoàn này suốt trận An Lộc. Thêm vài sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ nữa được mang cấp bậc mới. Trong lần thăng thưởng đó đã thấy rõ sự bất công. Đại tá hiện dịch thực thụ Lê Nguyên Vĩ không thấy hiện diện trong lễ tưởng thưởng này, không thấy thăng chuẩn tướng, không biết sau đó có được tặng đệ tam đẳng Bảo Quốc Huân Chương hay không. Mãi đến gần 2 năm sau, khi trung tướng Phạm Quốc Thuần về làm tư lệnh quân đoàn 3 và vùng 3 chiến thuật, đại tá Lê Nguyên Vĩ mới được đề bạt làm tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh, thay thế chuẩn tướng Trần Quốc Lịch. Một vị nữa người có công trạng nhiều nhất ở An Lộc là đại tá thực thụ Bùi Đức Điềm, như tôi đã nói, bị bỏ quên như một gốc cổ thụ già ở đâu đó trong các khu rừng Bình Long. Không thăng cấp tướng, không một chiếc huy chương, mãi cho đến khi mất nước. Chúng tôi biết đại tá Lê Nguyên Vĩ lần đầu vào đầu năm 1969, khi vừa tốt nghiệp ra đáo nhậm đơn vị là trung đoàn 8 bộ binh, mà bộ chỉ huy đóng gần chợ Bến Cát. Sau khi được đại úy Nguyễn Văn Nết, trưởng ban 1, hướng dẫn các thủ tục hành chánh để chờ bổ sung ra các tiểu đoàn, chúng tôi vào câu lạc bộ trung đoàn để ăn trưa. Tại đây tôi đã thấy có vài vị sĩ quan mặc áo thun màu ngụy trang và quần trận. Để ý kỹ, chúng tôi thấy có một ông to lớn,
sắc mặt cứng cáp, nghiêm trang, đang đưa mắt theo dõi chúng tôi. Đó là Đại tá Vĩ, người nổi tiếng là người trực tính, nóng nảy, cũng song song với tiếng tăm can trường, mưu lược trong trận mạc. Ông là vị sĩ quan làm trung đoàn trưởng lâu năm nhất, từ trung đoàn 9 với nhiều chiến công hiển hách. Ông về trung đoàn 8, vực đơn vị này lên ngang tầm những đơn vị xuất sắc. Nhờ các chiến công đó mà năm 1969, dưới thời thiếu tướng tư lệnh Phạm Quốc Thuần, sư đoàn 5 bộ binh được tuyên dương công trạng trước quân đội lần thứ 6. Tất cả quân nhân trong sư đoàn hãnh diện mang dây biểu trưng màu báo quốc huân chương. Có lẽ ông là vị chỉ huy tác chiến lên cấp khá chậm, chỉ vì ông không dính đến phe đảng, chính trị. Ông thăng tiến trong binh nghiệp qua sự chiến đấu mà không hề dùng đến các thủ thuật để lấy lòng cấp trên. Là những sĩ quan cấp nhỏ, chúng tôi rất phục ông, nhưng cũng rất sợ phải chạm mặt ông. Có lần trên đường ra chợ Bến Cát chơi, chúng tôi thấy chiếc xe Jeep của ông đang chạy từ hướng đối nghịch. Không chậm một phút, ba anh thiếu úy trẻ này nhảy đại qua một hàng rào nhà dân sát đó để chạy né ông. Lần thứ hai mà tôi đã không né được mà phải đứng cạnh ông trong gần một giờ, vừa lo âu vừa sợ sệt, đó là dịp gần cuối năm 1969, khi tiểu đoàn tôi vừa qua phần huấn luyện bổ túc tại trung tâm huấn luyện của sư đoàn. Đang tập dượt lễ xuất quân, là một đại đội phó, tôi có nhiệm vụ tập cho binh sĩ hát bài xuất quân. Nhưng vì ham chơi, sau những tháng ngày hành quân miệt mài, nay có dịp về huấn luyện gần thị xã Bình Dương. Bọn sĩ quan trẻ chúng tôi thường giao việc cho anh trung sĩ thường vụ để dù ra phố chơi. Vì thế khi trưởng ban năm tiểu đoàn bắt nhịp hát bài xuất quân, binh sĩ người thuộc người không hát lọng cọng không ra hồn, tôi lại xui xẻo đứng gần bên đại tá trung đoàn trưởng, mà càng xui hơn là đang mặc bộ quần áo trận màu hoa dù mà tôi còn giữ sau khi rời đơn vị biệt kích để vào quân trường sĩ quan. Lại càng xui hơn nữa khi phù hiệu trung đoàn 8 tôi đang mang trên túi áo là phù hiệu thêu hình đầu con cọp cũng chế biến đi. Số là ngày đó mỗi trung đoàn đều có phù hiệu riêng. Trung đoàn 7 mang hình đầu con sư tử, trung đoàn 8 đầu cọp, trung đoàn 9 đầu voi. Chẳng rõ anh họa sĩ nào đã không có sáng kiến riêng mà cóp nguyên hình con cọp trên chai bia La Ve La Rue vào cái nền hình thoi màu vàng trông thiếu thẩm mỹ vô cùng. Người ta thường chế nhạo lính trung đoàn 8 là cọp La Ve. Tôi bèn vẽ lại cái đầu cọp cho hùng hổ hơn, nhờ cô em vợ thêu trên nền vải hoa dù rồi may vào túi áo. Sau này khi về làm đại đội trưởng đại đội chỉ huy, tôi đã vẽ lại mẫu con cọp bay với 3 tia chớp và được trung đoàn chấp thuận cho thay thế mẫu cũ. Đứng bên ông trung đoàn trưởng nghiêm khắc nóng tính mà lại mặc quân phục rằng ri, đeo phù hiệu tự chế, hỏi sao trong bụng tôi lại không thấy lo âu. Nhưng đại tá Vĩ dường như không thắc mắc gì, đứng lâu cảm thấy nhột nhạt, tôi đánh bạo lên tiếng. Thưa đại tá, chúng tôi làm đại đội phó, đã mấy tháng mà chưa có lệnh bổ nhiệm. Ông nhìn qua tôi nói như gầm gừ. Hừm, làm ăn có ra gì mới được bổ nhiệm chứ? Cố chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, một cấp chỉ huy nhiệt thành, đảm được, nhiều kinh nghiệm trận mạc, suốt đời binh nghiệp lăn lộn ngoài chiến trường, ông đã góp nhiều công lao xây dựng các đơn vị bộ binh hùng mạnh, biết quan tâm đến sự sinh tồn của đơn vị, đúng nghĩa cùng nằm gai nếm mật với binh sĩ thuộc quyền. Trong thời gian tôi còn ở trung đoàn, không hề nghe những điều tai tiếng về ông, ngoại trừ tính nóng nảy. Khi miền Nam mất vào tay giặc cộng, ông đã chọn cái chết để bảo toàn khí tiết của người tướng lãnh. Không viết cho hết về ông cũng chỉ vì chúng tôi có ít tài liệu. Nhưng không nói đến những công trận của ông mà người ta cố tình làm ngơ, chúng tôi thấy mình có tội với ông rất nhiều, cũng như có tội với tất cả những anh em chiến hữu khác đã từng đổ xương máu để chiến đấu bảo vệ miền Nam nói chung và trong trận An Lộc nói riêng. Tôi mong những cựu chiến sĩ Trung đoàn 8 bộ binh từng có mặt ở An Lộc vào mùa hè đỏ lửa, mà hiện nay nhiều anh em định cư tại Hoa Kỳ, sẽ xác nhận những điều tôi vừa nêu trong bài này. Tiếp theo là bài Nhớ về người tư lệnh cũ, cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tháng 4, ngày 5, 1923, tới tháng 9, ngày 29, 2001. Trong các đơn vị thuộc vùng 3 chiến thuật,
Sư đoàn 5 bộ binh là đại đơn vị trấn nhậm một trọng điểm có tầm sinh tử đối với thủ đô Sài Gòn nhất. Do đó các cuộc binh biến không thể thiếu sự đóng góp của sư đoàn 5 bộ binh. Đại tá Nguyễn Văn Thiệu nhờ vào chức vụ tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh mà đã được mời tham gia vào các cuộc đảo chính lật đổ cố tổng thống Ngô Đình Diệm vào ngày 1 tháng 11 năm 63. Từ các căn cứ ở Bình Dương chỉ cách Sài Gòn không đầy 30 km. Các đơn vị mang số 5 đỏ giữa ngôi sao trắng đã được nhanh chóng điều động về thủ đô, chiếm cứ các cơ quan trọng yếu của chế độ. Trong tấm ảnh chụp chung của các tướng lãnh tham gia đảo chính, Đại tá Thiệu lúc đó còn ngồi một cách khiêm tốn ở hàng sau giữa những ông tướng có vẻ hùng hổ tự đắc. Khuôn mặt ông Thiệu ngày đó còn gầy guộc, nhưng đã thấy trong đôi mắt nét sắc sảo hứa hẹn một bước tiến chính trị rộng mở trong tương lai. Là một sĩ quan cấp úy nhỏ nhoi trong đội quân cả triệu người, thì hiểu biết được bao nhiêu mà dám viết về một tổng thống, một tổng tư lệnh quân đội, nhất là về cố tổng thống Thiệu, người đã được công chúng và nhiều sử gia nhận xét thiếu công minh cho đến khi các tài liệu dần dần được giải mật và công bố để trả lại cho ông phần nào sự công bằng. Lần đầu tiên tôi được gần ông nhất là ngày lễ mãn khóa của khóa 1 sĩ quan hiện dịch chiến tranh chính trị vào đầu tháng 5 1969. Sau đại lễ huy hoàng tại Vũ Đình Trường, các tân thiếu úy được đưa vào hội trường mới xây phía sau lưng tòa nhà Bộ Chỉ huy. Nơi đây chúng tôi xếp hàng một để lần lượt bước đến nhận quà do Tổng thống trao tận tay. Đó là một cây bút bi hiệu Bake. Trên đó có in huy hiệu của Tổng thống bằng kim nhũ và một cửa sổ nhỏ để một lần bấm thì hiện ra theo thứ tự các dòng chữ biểu hiện ba mục tiêu mà chính phủ của ông đã đề ra: xây dựng dân chủ, giải quyết chiến tranh và cải tạo xã hội. Nhận xét đầu tiên khi đối mặt với vị Tổng thống là ông có khuôn mặt nhỏ nhưng rất thông minh, đôi mắt sáng sắc sảo và nụ cười rất thân tình cởi mở. Nhờ đó những tân thiếu úy đã không cảm thấy khoảng cách quá xa đối với người lãnh đạo cao nhất của quốc gia và quân đội. Ông đã dùng cơm với chúng tôi sau khi ban một huấn thị ngắn và đầy ý nghĩa của một người anh đối với các em vừa chuẩn bị bước vào cuộc chiến gian nan. Vì đường công danh chính trị của ông phát xuất từ sư đoàn 5 bộ binh nên mối quan tâm của ông đối với sư đoàn này cũng có phần đặc biệt ưu đãi. Các tư lệnh sư đoàn thường là những vị thân tín của Tổng thống Thiệu và rất có tương lai trong binh nghiệp. Sau khi ra trường, tôi may mắn phục vụ sư đoàn này và đã từng hãnh diện khi nhìn thấy tấm hình của vị cựu tư lệnh Nguyễn Văn Thiệu treo trong các phòng họp cấp sư đoàn và trung đoàn. Ngoài cái biệt danh sư đoàn Nùng, vì là hậu thân của một đơn vị toàn người Nùng từ miền Thượng Du Bắc Việt chuyển vào sau Hiệp định Geneva, người ta còn gọi chúng tôi là lính ông Thiệu. Thuyên chuyển qua không quân cuối năm 1971, tôi không được vinh dự tham chiến trận An Lộc vào mùa hè đỏ lửa 1972, nên không được có mặt công kênh Tổng thống khi ông đến chiến trường ủy lạo binh sĩ giữa lúc tiếng súng còn chưa dứt ở các đồn điền cao su quanh thị trấn An Lộc đổ nát. Chúng tôi quý ông ở điểm này. Là một nguyên thủ quốc gia, ông có quyền hưởng những ngày Tết an toàn ở thủ đô trong không khí hạnh phúc của gia đình. Nhưng không có Tết nào mà ông không tìm đến các đơn vị tiền đồn hẻo lánh. Trong bộ kaki bốn túi bình dị, chiếc nón jockey đen có phù hiệu hai con rồng, Tổng thống Thiệu đã mang lại cho những người lính chiến chúng tôi niềm an ủi sâu xa, thể hiện một mối quan tâm mà hiếm khi thấy được ở những vị lãnh đạo khác. Tính tình bình dị của ông lần nữa tôi được thấy khi ông đến thăm căn cứ 20 chiến thuật không quân ở Phan Rang. Hồi đó là gần cuối năm 1972, sau khi chúng tôi hoàn tất việc tiếp nhận căn cứ từ không lực Hoa Kỳ, một đại đơn vị tân lập của không quân Việt Nam đang thành hình, đi vào ổn định để tích cực tham gia chiến đấu ở vùng 2 chiến thuật. Tổng thống đã đến với chúng tôi, ăn tối với các sĩ quan tại câu lạc bộ trên ngọn đồi, nhìn ra hướng bờ biển Ninh Chữ. Không một chút quan cách lễ nghi, ông đã tươi cười trò chuyện cùng chúng tôi trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Ông đã trao cho căn cứ một món tiền nhỏ và dí dỏm. Thường là cấp nhỏ hối lộ cấp trên, bây giờ thì tôi hối lộ các anh. Số là Tổng thống còn bà mẹ già đang ở trong căn nhà gần bờ biển. Hằng ngày các phản lực cơ của không đoàn 92 chiến thuật
cất cánh thường bay qua phía làng của Tổng thống. Tiếng gầm rú của động cơ quấy nhiễu không khí yên bình của bà cụ làm bà sợ hãi. Ông Tổng tư lệnh phải hối lộ cho thuộc cấp để yêu cầu bay chệch một chút, né cái làng Ninh Chữ kia ra. Miền Nam mất, người ta đổ lỗi cho nhau. Người chịu nhiều tai tiếng là Tổng thống Thiệu. Dĩ nhiên, ông không thể tránh phần trách nhiệm nặng nề. Đã làm mất miền Nam, mà hậu quả là Cộng sản đã đưa đẩy 15 triệu đồng bào vào hỏa ngục, gần 300.000 đồng đội vào các trại tù khắc nghiệt, mà hậu quả có hàng chục ngàn đã chết, cách này hay cách khác, cùng với cả triệu người liều thân vượt biển, mà con số bỏ thây làm mồi cho cá lên đến hơn một nửa. Ông cũng bị tai tiếng về tài sản miền Nam, điển hình là 16 tấn vàng, mà thực tế là đã do tên phản bội Nguyễn Văn Hảo trao lại cho bọn Việt Cộng. Lưu vong ra nước ngoài, ông đã sống ẩn dật, không ồn ào phô trương, mà âm thầm chịu đựng búa rìu dư luận. Có thể ông có tài sản lên đến bạc triệu đô la, nhưng nó đáng kể vào đâu nếu so với con số hàng tỷ đô la mà bọn Việt Cộng thủ đắc hiện nay. Tôi cầu xin vong linh cố Tổng thống tha thứ, vì chính tôi cũng đã có lần viết thiếu công bằng về ông khi nhìn sự thất bại của miền Nam theo cách nhìn hạn hẹp của mình. Làm lãnh tụ một nước nhỏ hoàn toàn lệ thuộc về kinh viện và quân viện của ngoại bang thì việc quyết định không thể nào tự chủ được. Tổng thống Diệm cũng vì yêu nước kiên cường trước áp lực Mỹ mà bị thảm sát. Tổng thống Thiệu đã vẫy vùng mà không thoát được. Ông cũng đã từng chứng tỏ sự can đảm cứng rắn đến độ căng thẳng với Mỹ trong thời gian chuẩn bị hòa bình Paris. Ông cũng đã từng đối đầu với lại tên cáo già Henry Kissinger và đã bị tên Do Thái này gán cho những từ ngữ không đẹp. Tự chung, ông đã chứng minh bản lãnh, lòng yêu nước, trí thông minh đáng để cho chúng ta khâm phục hơn là trách cứ. Sự thành bại của miền Nam hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Duy chỉ có một điều chúng tôi trách ông, đó là việc dùng người của ông thiên về cảm tình, sự trung thành hơn là dựa trên khả năng. Tiếc thay cho những anh tài không được trọng dụng, mà thay vào đó là những tướng lãnh thiếu kinh nghiệm chiến đấu, một số thì đầy lòng tham. Hậu quả là nạn tham nhũng đã làm suy giảm tinh thần chiến đấu của quân dân miền Nam. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa có hơn 100 vị tướng, mà con số vị trong sạch tài đức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà ngay họ cũng chẳng ngồi lâu hay được trọng dụng đúng với khả năng. Khi thành lập Đảng Dân Chủ, Tổng thống Thiệu đã vì an toàn chính trị của mình mà làm tan vỡ khối đại đoàn kết quốc gia giữa các đảng phái chính trị và tôn giáo. Những năm đầu thập niên 1970, khi tình hình quân sự rất khả quan, phải chi ông chú tâm vào cuộc chiến bài trừ tham nhũng, nâng đỡ đối lập, phát huy thêm tự do để tăng cường sức mạnh quần chúng, thì có hy vọng cải thiện phần nào cách nhìn của người Mỹ và cuộc chiến đã không kết thúc theo chiều hướng bi đát như đã xảy ra năm 75. Nói gì đi nữa thì công và tội của một vị tổng thống phải chờ thêm thời gian để phán đoán. Những cuốn sách do các chính khách, báo giới cả Mỹ lẫn Việt viết ra sau này, những tài liệu được giải mật đã đem lại phần nào sự xét đoán công minh về vị tổng thống thứ hai của chế độ Cộng hòa Việt Nam. Hôm nay nhân ngày giỗ lần thứ 8 của cố tổng thống, tôi mua chai Chivas Regal, loại rượu mà ông thường dùng, rót ra một chung để kính mời người cựu tư lệnh sư đoàn. Tôi vẫn quý ông về lòng ái quốc và những đức tính hiếm hoi trong vai trò người lãnh đạo quốc gia và nhất là người tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta sẽ nhớ mãi câu nói của ông, sống mà không có tự do thì coi như đã chết. Kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 8 của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, 29 tháng 9 2001, 29 tháng 9 2009. Các bạn vừa nghe xong hai bài viết nằm trong cuốn hồi ký Một thời áo trận của tác giả Đỗ Văn Phúc. Thật sự là qua hai bài viết này, tác giả đã cho Thiên Hoàng nhìn thấy một vài cái góc khuất ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Thiên Hoàng xin cảm ơn tác giả Đỗ Văn Phúc và Thiên Hoàng cũng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.